trên TikTok mà bị view ít thì bây giờ phải xem lại những yếu tố sau đây. Thứ nhất là bối cảnh, thứ hai là ánh sáng, thứ ba là thời gian chết. Livestream bây giờ cứ bây giờ cứ như này, xong rồi cứ sờ tóc sờ tai, xong cầm điện thoại bấm 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 bấm, xong cứ nhìn hướng này nhìn sang hướng nọ, xong cầm mờ chẳng nói gì, mãi mới nói được một câu. Bây giờ ai người ta xem những cái livestream như vậy? Em phải không được để thời gian chết, phải luôn luôn có những cái đoạn dẫn, phải có những cái câu nói hấp dẫn. Và tiếp theo nữa là em cần phải có năng lượng, nhiều năng lượng, chứ năng lượng thấp thì không ai xem, muốn xem livestream của em không ai mua hàng cho em cả. Nếu em có năng lượng cao, em livestream thậm chí 10 người xem thôi trên TikTok thôi vẫn có đơn bình thường, và dần dần em like nhiều, em chạy quảng cáo thêm thì em có thể có thêm được nhiều lượt xem và nhiều đơn hàng hơn. Em phải nhớ một điều nhé, cái việc quảng cáo hoặc là kể cả đề xuất tự nhiên của TikTok nó chỉ là để em có nhiều cái lượt xem ban đầu thôi, nhưng dần dần nó sẽ tụt xuống. Có những hôm anh livestream nó lên tận 200-300 mắt xem, những hôm nó lại tụt xuống bình thường. Nhưng quan trọng là gì? Những đối tượng tụt xuống không quan trọng, nhưng quan trọng là chúng ta phải duy trì được một cái năng lượng tốt, chúng ta phải có một cái kịch bản livestream tốt, chúng ta phải có một cái bối cảnh đẹp, ánh sáng đủ tốt, giọng nói chúng ta phải nội lực, phải có năng lượng, hấp dẫn được khách hàng, thì khi đó chúng ta mới giữ chân được. Cái yếu tố giữ chân rất quan trọng, còn không thì người ta đi ra hết, chẳng ai người ta muốn xem livestream nữa cả. Bây giờ em cứ nói được một lúc xong em lại dừng, em dừng xong một lúc em lại nhìn ngang nhìn dọc, xong vuốt tóc, ai người ta xem? Và tiếp theo nữa, sản phẩm của em nó phải phù hợp với những cái đối tượng mà em chạy quảng cáo đến. Kênh của em phải xem là em có làm nội dung đúng đối tượng hay không. Bây giờ ví dụ em đang muốn bán hàng thời trang nữ, nhưng kênh của em lại suốt ngày quay đồ ăn, xong rồi kênh của em lại đăng con của mình chẳng hạn. Thế thì như thế nó không đúng đối tượng. Bán thời trang nữ thì kênh của mình, nội dung video trên kênh là mình cũng phải tập trung vào những cái đối tượng mà họ sẽ mua cái sản phẩm của em, phân khúc tuổi, ví dụ như thời trang nữ độ tuổi 18-24. Thì rõ ràng là em xây kênh như vậy thì dần dần mới có fan họ vào xem livestream của em trung thành. Và sản phẩm của em cần phải có nhiều giá trị cho khách hàng, thậm chí có thể có quà tặng, có những cái chương trình cho khách hàng để giữ chân khách hàng ở lại cái livestream. Nhưng sau khi em giữ chân được rồi, em có chương trình rồi đi chăng nữa, em vẫn phải bán hàng tốt, em vẫn phải giới thiệu được cái sản phẩm dịch vụ của em tốt. Em vẫn cần phải có một cái kịch bản để làm thế nào chúng ta bán hàng trôi chảy, livestream trôi chảy, không có thời gian chết, và năng lượng cao, hấp dẫn được khách hàng, xen lẫn cái yếu tố là phong cách của chúng ta hài hước một chút, hoặc là phong cách riêng của chúng ta, một cái khẩu hiệu gì đó ví dụ thế, thì chắc chắn là khách hàng họ sẽ được giữ chân ở lại, họ xem TikTok, họ sẽ cảm thấy rất là cuốn. Nhiều khi ấy, là khách hàng sẽ mua hàng không phải vì khách hàng có nhu cầu, mà bởi vì họ thích cái phong cách của em. Đây là một vài tư vấn cho những bạn đang livestream bán hàng ở trên TikTok. Rất nhiều những người bây giờ họ đang livestream bán hàng trên TikTok, các bạn lên các bạn học hỏi phong cách của họ. Đặc biệt xem livestream của Phạm Thoại, các bạn sẽ thấy nó livestream cực kỳ năng lượng, đến mức mà giọng nói của nó bây giờ nó còn bị khản, nhưng mà nó vẫn cực kỳ năng lượng. Đấy, các bạn vào các bạn học tập những người như vậy.